Khúc Thừa Dụ, quê ở Hồng Châu, Ninh Giang, Hải Dương ngày nay, là một người hào phú trong vùng, tính tình khoan hòa, hay thương người, cho nên có nhiều người kính phục. Năm 906, nhân khi trong châu có loạn, Tiết Độ Sứ Độc Cô Tổn bị giáng chức, Khúc Thừa Dụ đã tập hợp nhân dân kiếm thành Đại Lao, Hà Nội ngày nay. Ông khéo léo dùng danh nghĩa xin mệnh nhà Đường để tự xưng là Tiết Độ Sứ. Bấy giờ, nhà Đường đang lúc suy yếu, thế không ngăn cấm được nên thuận cho ông làm Tĩnh Hải Quân Tiết Độ Sứ. Sau đó, Khúc Thừa Dụ lấy quyền của mình phong cho con là Khúc Hạo, chức vụ Tĩnh Hải Hành Quân Tư Mã Quyền Tri Lưu Hậu, tức là chức vụ chỉ huy quân đội và kế vị quyền Tiết Độ Sứ. Ngày 23 tháng 7 năm 907, Khúc Thừa Dụ mất,